Rồi cho anh em nha, lên tiếp cho anh em cái bình xăng con rất dài củ lùng cái ga 18 nha anh em. Mình xin rã xe châu Âu về, chưa sử dụng tại Việt Nam nha, chưa vô xăng tại Việt Nam. Tình trạng ở bình này cực đẹp nha anh em. Đó. Da xanh còn 7 màu luôn. Cái ga 18 nắp số 18 nha. Bình này sẽ phù hợp cho anh em sử dụng với cấu hình máy là từ hơi 100 trở lên là ok. Đi được cho máy 54 zin zin rồi cũng rất là ok luôn nha anh em. Đó, bình còn rất là đẹp xanh. Cái bình cực đẹp này mình bán cho anh em với giá là 2,4 triệu nha anh em, 2,4 triệu cho cái bình này. Zin tiễn VIP đẹp. Da láng xanh 7 màu. Cái bình này lên xe nó nhìn nó nhỏ gọn rất là đẹp nha anh em. Mình bán bình này là 2,4 triệu nha anh em cho cái bình này. Ốc chỉnh gió, ốc chỉnh găng tay còn vuông cạnh đẹp. Da xanh láng. 2,4 triệu nha. Tháo quả ga rồi kiểm tra cho anh em xem ha. Coi nó đẹp bằng cỡ nào. Cháy ra nè, đẹp long lanh nha, không tì vết nha. Cháy ra đẹp long lanh không tì vết, đúng zin nha, đúng cháy ra zin theo xe. Bên trong 7 màu nha. Ok. Rồi, bình zin VIP tiễn đẹp. Giá là chỉ 2,4 triệu. Anh em nào chốt thì alo mình nha. 0933996332. Bình xăng con đứt gài. Kenhin củ lùng, trái ga 18, giá là 2,4 triệu nha anh em.